Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Hai ngày 28 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình tối nay có những thông tin chính sau đây. Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Kỷ Hợi 2019. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm chúc Tết các đơn vị trực Tết trên địa bàn tỉnh. Xuất khẩu chính ngạch, cơ hội cho trái cây Việt. Cải thiện thu nhập nông hộ từ chuyển đổi cây trồng ở Đà Lạt. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Kỷ Hợi 2019, chiều nay Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ để thông tin về tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ban dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham dự. Tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo với các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, những kết quả về kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng trong năm qua. Năm 2018, với sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, sự ủng hộ của tầng lớp nhân dân, tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh Lâm Đồng đạt trên 8,5%. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 59 triệu đồng một năm. Thu ngân sách đạt trên 7.200 tỷ đồng. Khách du lịch đạt hơn 6,5 triệu lượt khách. Các lĩnh vực nông lâm thủy sản tăng trên 5,2%. Đến cuối năm 2018, tỉnh Lâm Đồng có 87 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 75% số xã và tăng 12 xã so với năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,91%, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 9,56%. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tập trung cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp bằng các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch để thực hiện. Đồng thời, xây dựng mối đoàn kết thống nhất nội bộ, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục đổi mới, hướng mạnh về cơ sở. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của năm 2019 trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2016-2020, tỉnh Lâm Đồng xác định chủ đề là vượt qua thách thức, tạo động lực, đột phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10. Quyết tâm và nỗ lực để tăng trưởng kinh tế xã hội năm 2019 cao hơn năm 2018, tạo điều kiện thuận lợi, hoàn thành và vượt mức kế hoạch 5 năm 2016-2020. Bên cạnh đó, tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp, tuyên truyền quảng bá thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ Đức Lành, thực hiện tốt các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các mặt hàng có giá trị kinh tế cao, tập trung chỉ đạo công tác quản lý thuế, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước, đầu tư phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư trên các lĩnh vực. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, góp phần để thúc đẩy kinh tế xã hội tại Lâm Đồng phát triển trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, năm 2019, cùng với các giải pháp mạnh mẽ, chú trọng đến những lĩnh vực quan trọng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng của địa phương. Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về tinh giản biên chế, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Kỷ Hợi 2019, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến gia đình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đón năm mới thật nhiều niềm vui và thành công. Đồng thời, tiếp tục có những đóng góp tích cực cho quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển. Chiều nay, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm đoàn viên cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, Công ty Điện lực Lâm Đồng và Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ban ngành. Tại Công ty Điện lực Lâm Đồng, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp của công ty trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Theo đó, năm 2018 vừa qua, ngành Điện lực Lâm Đồng tăng trưởng vượt kế hoạch 12%, sản lượng điện vượt mức 1,1 tỷ kWh, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn trong năm 2019, Công ty Điện lực Lâm Đồng không ngừng phấn đấu nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng hệ thống đường dây đến các vùng sâu vùng xa, xây dựng các trạm biến áp phục vụ các khu vực sản xuất. Đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền năm nay, công ty cần đảm bảo tốt nguồn điện phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và vui chơi của nhân dân, cũng như đảm bảo nguồn điện tại 3 khu vực, sẽ tiến hành bắn pháo hoa là thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Đức Trọng. Tại Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt, sau khi nghe lãnh đạo công ty báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong thời gian qua, đã ghi nhận và đánh giá vai trò của tập thể cán bộ nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đô thị Đà Lạt trong việc giữ gìn vệ sinh đô thị, bảo vệ cảnh quan và làm đẹp thành phố trong những ngày lễ Tết là hết sức to lớn. Nhờ có công sức của các anh chị em công nhân đang trực tiếp lao động trên nhiều tuyến đường, thu dọn rác thì bộ mặt thành phố mới được xanh, sạch đẹp. Qua đó thu hút đông đảo khách du lịch đến với Đà Lạt. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt đẩy mạnh đầu tư các công trình chiếu sáng, công viên, rà soát đưa ra những mô hình mới, nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động. Cần tổ chức phân loại, xử lý rác thải, chăm sóc hoa cây cảnh v.v. để làm đẹp thành phố. Song song đó, công ty cũng cần phối hợp hoạt động sản xuất kinh doanh với các đơn vị khác, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong nội bộ để đưa công ty phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Hôm nay, ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đi thăm tặng quà và chúc Tết Học viện Lục quân Đà Lạt, các đơn vị trực Tết thuộc Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh và các ngành liên quan. Đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên quốc phòng Học viện Lục quân nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Nguyễn Văn Yên đã chúc mừng đánh giá cao những kết quả mà Học viện Lục quân đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ chỉ huy tham mưu cấp trung sư đoàn, chuyên ngành các binh chủng, cán bộ quân sự địa phương, lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan đơn vị quân sự trong toàn quân. Ngoài ra là một đơn vị đóng chân trên địa bàn, Học viện Lục quân còn thực hiện công tác dân vận, giúp đỡ địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội. Chúc cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên quốc phòng Học viện Lục quân một năm mới ấm áp, an lành, tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích vẻ vang, xứng đáng với truyền thống của Học viện Lục quân anh hùng. Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Học viện Lục quân tiếp tục hỗ trợ Lâm Đồng thực hiện công tác quân sự quốc phòng và các chương trình dân vận tại địa phương. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Yên đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, nhất là công tác phân công trực ban trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh lưu ý trong những năm gần đây, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên hiện nay tình hình hoạt động của nạn tín dụng đen, tội phạm về ma túy và tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng Công an tỉnh cần phải tiếp tục tăng cường các giải pháp, đề cao cảnh giác, tích cực chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm, đấu tranh phòng chống, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn và bình yên của nhân dân. Còn tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh đánh giá cao những kết quả mà lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong năm 2018. Đặc biệt là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển quân và các phương án diễn tập phòng thủ tại các địa phương trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đón xuân và trực Tết nghiêm túc, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2019. Sáng nay, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật các kiều bào nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019. Ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh, ông Nguyễn Tào, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã đến tham dự buổi gặp mặt với gần 200 kiều bào và thân nhân kiều bào đang sinh sống và học tập ở nước ngoài về quê đón Tết. Tại buổi gặp mặt, bà con kiều bào đã được thông tin nhanh về những thành quả nổi bật về kinh tế xã hội của tỉnh trong năm qua và đặc biệt là kết quả về hoạt động người Việt Nam ở nước ngoài của Lâm Đồng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Yên khẳng định những kết quả tỉnh nhà đạt được không thể không kể đến sự đóng góp của những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. đồng thời nhấn mạnh Đảng và nhà nước ta luôn xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tỉnh Lâm Đồng luôn có nhiều chủ trương chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi để bà con về thăm quê hương. Hiện nay có khoảng hơn 3.000 kiều bào là người gốc Lâm Đồng đang sinh sống ở nước ngoài. Tính đến hết 2018, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 14 doanh nghiệp có vốn góp của kiều bào, với tổng số vốn đăng ký khoảng xấp xỉ 2.000 tỷ đồng, tức là tương đương khoảng 90 triệu đô la Mỹ. Trong đó, vốn góp của kiều bào là khoảng 1.500 tỷ, tương đương 65 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2017, quy mô kinh doanh số vốn góp của kiều bào tăng từ 12 triệu lên 64 triệu đô la Mỹ. Các doanh nghiệp do kiều bào đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó còn góp phần trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thông qua việc tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và đóng góp cho ngân sách nhà nước. Sau buổi gặp mặt hôm nay, tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp công sức của bà con kiều bào trong tỉnh trong tiến trình phát triển của đất nước. Chúng tôi luôn chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, doanh nhân đến với tỉnh Lâm Đồng. Vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong năm qua, bà con kiều bào đã bày tỏ sự lạc quan, tin tưởng trong năm mới đất nước nói chung cũng như tỉnh Lâm Đồng nói riêng sẽ có những bước phát triển hơn nữa trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đời sống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh ngày càng được nâng cao về mọi mặt và mong muốn có nhiều đóng góp hơn cho quê hương Lâm Đồng trong thời gian tới. Cứ mỗi năm thì bao giờ đến Tết người ta ai cũng xôn xao cả. Trong cái xôn xao đó thì nhiều nỗi. Đối với tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng cái Tết để gặp anh em Việt kiều ở đây là cái điều rất là vui. Vì anh em rất là nhiều nước về đây gặp nhau hàng huyên trong cái Tết của cổ truyền mình. Và tôi nghĩ nếu có được như vậy thì cũng là sự quan tâm của lãnh đạo các cấp của tỉnh Lâm Đồng. Thì tôi thấy là kể từ tôi về đây cùng năm 2000 đến giờ đi qua lại thì tôi thấy Lâm Đồng phát triển rất là rõ. Ngày xưa còn hoang sơ lắm, bây giờ thấy mọi mặt cũng phát triển rất là tốt. Như điều đó thì cũng rất là mừng. Những dịp gặp mặt như thế này đã thắt chặt tình cảm giữa những người con Lâm Đồng ở nước ngoài với quê hương, động viên khuyến khích bà con kiều bào hướng về cội nguồn, đầu tư phát triển đất nước. Thưa quý vị, dịp lễ Tết là thời điểm mà nhu cầu sinh hoạt, vui chơi và sử dụng nước của người dân là rất lớn. Cũng như những năm trước đây, Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng đã chủ động xây dựng nhiều phương án nhằm đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho các khu vực trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng như các địa phương trong tỉnh. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tọa lạc ở đường Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt cũng là địa điểm lưu trú của nhiều du khách khi đến với thành phố ngàn hoa. Khách sạn La Đà Lạt là một trong những khách hàng truyền thống của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng. Bình quân mỗi tháng khách sạn này tiêu thụ khoảng 3.000 mét khối nước, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, ăn uống, nghỉ dưỡng của du khách. Nhu cầu sử dụng nước trong khách sạn thì rất là nhiều, phục vụ cho cái công tác là vệ sinh phòng, công tác phục vụ chế biến thức ăn, ăn uống, giặt ủi, vân vân. Thì tất cả nguồn nước đã sử dụng của Công ty cổ phần cấp nước Lâm Đồng thì trong thời gian qua thì mình thấy là công ty phục vụ rất là tốt, việc cấp nước liên tục, không có bị ngắt quãng, không có cấp nước. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 12 nhà máy nước. Riêng tại thành phố Đà Lạt, công ty có 3 nhà máy gồm nhà máy nước Đăng Kia số vàng 1 và 2, nhà máy nước Hồ Than Thở với công suất thiết kế trên 60.000 mét khối. Để đảm bảo cung cấp nước phục vụ nhu cầu sử dụng của nhân dân, nhất là trong dịp Tết kỷ hợi. Ngoài xây dựng các phương án, Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng đã tiến hành duy tu bảo dưỡng thiết bị máy móc, đồng thời chủ động thực hiện việc bố trí cán bộ công nhân kỹ thuật trực 24/24 giờ nhằm xử lý khi có sự cố xảy ra. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra bảo trì bảo dưỡng theo máy móc thiết bị theo định kỳ để vận hành được thông suốt thì ban lãnh đạo nhà máy thường xuyên đôn đốc và bố trí cho công nhân trực vận hành 24/24 đảm bảo cho máy luôn luôn được hoạt động ổn định và liên tục, đảm bảo cái lượng nước cung cấp là 100%. Cùng với các giải pháp nêu trên để không xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong dịp Tết, Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm hợp lý, xây dựng các buồng chứa nước trong từng gia đình để sử dụng. Trong Tết dương lịch cũng như là Tết 2019 thì chúng tôi chủ động duy trì và bảo dưỡng các máy móc thiết bị làm thế nào coi như là tốt nhất cho nhân dân thành phố Đà Lạt cũng như là du khách. Chúng tôi chú trọng nhất là coi như là an toàn cấp nước Và về góc độ an toàn nguồn nước, trong đó luôn luôn chất lượng nước phải đưa lên hàng đầu. Chất lượng nước chúng tôi là từ cái nơi của như là nước thô đến coi như là khâu xử lý và đến coi như các bể chứa và đến coi như các vò nước đến với nhân dân, đảm bảo coi như cấp nước cấp độ liên tục 24/24 và chất lượng nước luôn luôn được cải thiện, kể cả coi như các vi sinh vật là vẫn đảm bảo. Và về góc độ coi như là nguồn nước và bảo vệ nguồn nước thì chúng tôi cùng với coi như góc độ trung tâm như là trung tâm khai thác thủy lợi để quản lý hồ và cùng với nhân dân địa phương, chẳng hạn như là thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, bảo vệ được coi như các nguồn nước ở tại coi như là hồ Đăng Kia Suối Vàng cũng như các hồ mà thuộc coi như trung tâm quản lý, trong đó coi như là có nguồn mà của công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng để lấy nước tại các hồ đó. Với việc chủ động các phương án và bằng kinh nghiệm thực hiện cung cấp nước trong các dịp lễ Tết của công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng từ nhiều năm qua, trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019, người dân thành phố Đà Lạt nói riêng và các địa phương trong tỉnh nói chung sẽ được đảm bảo nguồn nước phục vụ vui xuân đón Tết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát động ra quân bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải. Triển khai công tác phát thanh truyền hình năm 2019 là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện thành phố trong tỉnh tổ chức lễ phát động ra quân bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải. Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các sở ngành, các địa phương và đông đảo nhân dân trên địa bàn đã tham dự. Ngay sau lễ phát động, nhân dân các địa phương và đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị đã ra quân thu gom rác thải tại khu vực bờ và lòng suối Cam Ly, cầu Ông Đạo thuộc phường 1, phường 3, phường 4, phường 5, suối Phước Thành phường 7, hồ Đăng Kia, huyện Lạc Dương và trong các khu dân cư tại địa phương. Đây là các khu vực có nhiều rác thải sinh hoạt cũng như rác sản xuất nông nghiệp. Lực lượng ra quân đã thu gom được một khối lượng rác thải không nhỏ, làm sạch hồ suối, giúp môi trường xanh sạch hơn, đặc biệt là nguồn nước tại lòng hồ Đăng Kia, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Em cũng mong muốn không chỉ là các bạn đoàn viên mà mọi người dân cùng với cái du khách mà đến tham quan Đà Lạt sẽ có ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ môi trường, có ý thức trong việc phân loại và xử lý rác thải, không vứt rác xuống kênh mương làm ô nhiễm môi trường và có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, tham gia cùng hoạt động trong bảo vệ môi trường để cùng bảo vệ cho thành phố chúng ta ngày càng xanh sạch đẹp hơn nữa. Theo báo cáo của ngành chức năng, ở huyện Lạc Dương mỗi ngày thu gom 7 tấn rác thải, còn thành phố Đà Lạt thu gom khoảng 170 tấn rác mỗi ngày. Riêng lượng rác thải sản xuất nông nghiệp là khoảng từ 5 đến 10.000 tấn mỗi năm và đã có 151 bể thu gom loại rác thải này. Các địa phương khác lượng rác thải tuy có ít hơn nhưng vấn đề xử lý cũng gặp không ít khó khăn. Đây là một vấn đề cần được sự quan tâm của cả chính quyền và nhân dân địa phương nhằm thu gom xử lý lượng rác thải này một cách hiệu quả và bắt đầu từ những việc làm nhỏ của mỗi cá nhân. Đối với bản thân em thì mỗi khi mà tham gia những cái dịp lễ hội thường tổ chức ở quảng trường thì sau khi ăn uống xong thì em cũng nhắc nhở em, bạn bè và người thân thì dọn dẹp những cái rác thải của bản thân mình, gom đến một chỗ, đồng thời nhắc nhở những người bên cạnh. Tổ chức chương trình ra quân thu gom rác thải trên địa bàn phố là nhằm mục đích là tuyên truyền cho người dân và khách du lịch đến tham quan thành phố Đà Lạt vào dịp Tết không nên xả rác. Rồi vấn đề bảo vệ môi trường là cũng đang là vấn đề nóng của thành phố, nên là thành phố đã tổ chức chương trình này nhằm mục đích là tuyên truyền cho các người dân và du khách đến tham quan không nên xả rác trên thành phố nữa. Lâm Đồng là địa bàn phát triển mạnh du lịch và nông nghiệp, đây là hai lĩnh vực lợi thế, đồng thời cũng là thách thức trong vấn đề xử lý rác thải, bảo vệ môi trường của địa phương. Chính quyền các địa phương và ngành chức năng đã thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định và thu gom xử lý rác thải đúng cách, giảm thiểu tác động đến môi trường. Vì vậy, nhận thức và tình trạng rác thải đã được cải thiện, nhằm xây dựng đời sống vệ sinh thân thiện với môi trường. Chiều nay, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng tổng kết hoạt động phát thanh truyền hình năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Phan Văn Đa, lãnh đạo các sở ban ngành và đông đảo cán bộ, phóng viên, những người làm báo phát thanh truyền hình trong tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Lộc, Giám đốc Tổng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, nêu rõ những kết quả toàn diện của ngành phát thanh truyền hình tỉnh trong năm qua. Công tác tuyên truyền đậm nét chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về các vấn đề chính trị, kinh tế xã hội, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phản ánh các sự kiện quan trọng của tỉnh, kịp thời định hướng rõ ràng cho khán giả nghe xem đài. Tổng kết công tác phát thanh truyền hình năm 2018 là dịp để đội ngũ những người làm công tác phát thanh truyền hình nhìn nhận kết quả, đồng thời đánh giá những hạn chế, qua đó rút kinh nghiệm xây dựng giải pháp tuyên truyền ngày càng tốt hơn. Theo báo cáo, trong năm 2018, Đài Phát thanh Truyền Lâm Đồng đã tuyên truyền gần 4.000 tin địa phương trên 1.500 phóng sự, hơn 1.370 chuyên mục, chương trình văn nghệ giải trí, trên 400 chương trình trực tiếp, trên 100 chương trình tiếng dân tộc thiểu số cờ ho chu ru. Về lĩnh vực phát thanh, phát sóng 6.700 tin, 80 kỳ nhanh, hơn 1.550 phóng sự, 1.897 chuyên mục, 348 chương trình phát thanh trực tiếp và gần 200 chương trình tiếng cờ ho chu ru. Đặc biệt, trong năm đài đã tuyên truyền sâu rộng sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Lâm Đồng, Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển, đăng cai và tổ chức thành công liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 tại Đà Lạt, với thành tích đạt 1 giải vàng, 3 giải bạc và 1 bằng khen. Công tác xây dựng đảng, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, tập huấn, các hoạt động đoàn thể, văn nghệ thể dục thể thao được thực hiện đồng bộ thiết thực. Tại hội nghị, những người làm phát thanh truyền hình đã tham luận, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng giải pháp với mục tiêu đổi mới chất lượng, đa dạng kịp thời nội dung tuyên truyền có hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Văn Đa đánh giá cao kết quả nổi bật của ngành phát thanh truyền hình Lâm Đồng trong năm 2018. Hoạt động của Đài, tỉnh và các địa phương đã tạo dấu ấn rõ nét trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, đòi hỏi công tác tuyên truyền phải theo kịp xu thế phát triển, khẳng định vai trò của ngành phát thanh truyền hình. Trong đó cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, phản ánh đa dạng các mặt đời sống, kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, là tiếng nói tin cậy của bạn xem đài. Và để làm được điều này, cán bộ phóng viên cần phải đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nội dung, qua đó đưa ngành phát thanh truyền hình ngày càng phát triển. Dịp này, ông Trần Tiến Dũng, trưởng phòng kỹ thuật sản xuất chương trình, và ông Nguyễn Tiến Sĩ, phó trưởng phòng chuyên mục văn nghệ giải trí, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đã có thành tích công tác phát thanh truyền hình từ năm 2013 đến năm 2017. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 3 tập thể, đồng thời tặng bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động phát thanh truyền hình năm 2018. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: xuất khẩu chính ngạch, cơ hội cho trái cây Việt; hành trình 10 năm gói bánh Tết cho người nghèo; Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió. Theo đó, phát triển các dự án điện gió được thực hiện theo quy hoạch phát triển điện lực, trong đó xác định tiềm năng và khu vực phát triển điện gió cho từng địa bàn. Các dự án điện gió chưa có trong quy hoạch phải được thực hiện thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực. Thông tư cũng nêu rõ tiến độ vận hành, quy mô, công suất các giai đoạn của dự án phải tuân thủ theo đúng quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch phát triển điện gió đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với trường hợp chủ đầu tư dự án điều chỉnh tiến độ thực hiện sai lệch quá 6 tháng hoặc chia giai đoạn thực hiện dự án khác so với quy hoạch, cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch để xem xét thông qua. Cơ hội tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cho các mặt hàng trái cây Việt Nam đang hiện hữu, khi mà mới đây Trung Quốc đã đồng ý mở cửa nhập khẩu chính ngạch mặt hàng này. 7 loại trái cây mà phía Trung Quốc dự kiến mở cửa nhập khẩu chính ngạch tới đây gồm sầu riêng, bưởi, chanh dây, khoai lang, dừa, mãng cầu và măng cụt. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất nhập khẩu trái cây của nước ta, chiếm trên 70% thị phần. Việc đi theo con đường chính ngạch như vậy sẽ giúp giá cả đầu ra các mặt hàng trái cây nước ta ổn định và tốt hơn. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây, việc đầu tư cho sản xuất sạch, đảm bảo chất lượng cao và hướng đến hình thành chuỗi giá trị chính là yêu cầu cấp bách của ngành trái cây Việt Nam. Đây là giải pháp căn cơ để trái cây nước ta có thể xuất khẩu chính ngạch và trụ vững ở tất cả thị trường. Mỗi dịp Tết đến xuân về, đội tình nguyện viên chữ thập đỏ thôn Tân Hòa, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang là tổ chức gói bánh chưng và tặng quà Tết cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Hành trình 10 năm với hơn 7.000 chiếc bánh chưng cùng hàng ngàn suất quà Tết đã được trao đi, đã mang về những cái Tết trọn vẹn ấm áp hơn. Mặc cho thời tiết mưa rét của những ngày cuối năm, 25 tình nguyện viên Hội Chữ Thập Đỏ Tân Hòa, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương hầu hết là những người cao tuổi vẫn có mặt đông đủ tại nhà ông Trịnh Đình Bồng, đội trưởng, để gói bánh chưng từ thiện. Để có được nồi bánh chưng cho người nghèo, các tình nguyện viên đã phải khẩn trương trước đó khoảng 1 tháng. Họ chuẩn bị nguyên liệu gói bánh, lên danh sách các hoàn cảnh khó khăn và lập kế hoạch phân bổ các suất quà. Trước đây thì chúng tôi chỉ có 15 người thôi, nhưng mà sau hoạt động dần dần thì được nhiều người biết đến và đã tự nguyện ra tham gia. Tại trụ sở xã Phúc Ứng, huyện Yên Sơn, một trong nhiều điểm trao tặng bánh chưng và quà Tết. 50 người đến nhận quà là 50 hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Phúc Ứng. Năm nay, ngoài cặp bánh chưng, mỗi người còn nhận được một thùng mì tôm, một chiếc chăn bông mới, quần áo và tiền mặt. Hôm nay là nhờ có Đảng với lại nhà nước với lại các nhà tài trợ quyên góp cho bà con chúng tôi thì chúng tôi cảm thấy sung sướng lắm, mà ăn Tết vui vẻ lắm. Vâng, không bao giờ, đời tôi chưa bao giờ được như này. Hôm nay các cô, các chú, các bác là ủng hộ cho là vui hơn mọi năm rồi, quà ăn Tết rồi. Năm nay khoảng 1.200 chiếc bánh chưng ấm tình nhân ái cùng nhiều phần quà ý nghĩa đã sẵn sàng đến với những hoàn cảnh khó khăn. Cùng với hoạt động gói bánh và tặng quà, đội hiện đang nhận phụ trách 24 địa chỉ nhân đạo, với mức hỗ trợ là 200.000 đồng mỗi địa chỉ một tháng. Ở vào tuổi cần nghỉ ngơi, nhưng những tình nguyện viên của đội vẫn miệt mài hoạt động nhân đạo. Họ tự nhận mình là những chiếc lá lành ít, đùm chiếc lá lành nhiều để xã hội bớt đi những số phận khó khăn. Cải thiện thu nhập nông hộ từ chuyển đổi cây trồng ở Đạ Tẻh là nội dung sẽ có trong phần cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị, Đạ Tẻh là một trong 3 huyện phía Nam có điều kiện canh tác kém thuận lợi hơn các địa phương khác trong tỉnh Lâm Đồng do nhiều diện tích đồi núi dốc, đất đai cằn cỗi, cho hiệu quả sản xuất thấp. Tuy nhiên, trong thời gian qua, bằng các nguồn lực, huyện đã vận động hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đã đạt được những kết quả khả quan. Trên diện tích này, trước đây gia đình bà Chu Thị Thận ở xã Hà Đông chỉ có thể trồng được 2 vụ lúa năng suất thấp, có giá trị kinh tế không cao. Nhưng vài năm trở lại đây, khi giá kén tầm được nâng cao, thì gia đình bà Thận đã chuyển sang trồng và nuôi tầm và thu nhập đã tăng lên gấp nhiều lần. So ra một cân kén là 120, ngày trước kia thì cân lúa kia có chỉ được 3.500 là 4.000 là cùng thôi. Thì bây giờ kiểu nó là gấp là 2-3 lần đấy. Thì cho nên bà con bây giờ thấy là cái cây dâu mà nuôi tầm cảm thấy là nó bây giờ nó mang ích lợi cho bà con không khá quá thì bà con lại thay đổi chương trình ra như này. Bà Thận là một trong số các nông hộ tại huyện Đạ Tẻh mạnh dạn chuyển đổi cây trồng theo kịp nhu cầu của thị trường và đem lại kết quả khả quan. Hiện nay, cây dâu là một trong những cây trồng chủ lực của Đạ Tẻh với hơn 1.300 hectare, trong đó có khoảng 360 hectare được chuyển đổi từ các diện tích cây điều, cây lúa và một số cây trồng khác thu nhập thấp. Ngoài ra, Đạ Tẻh cũng đã chuyển đổi sang canh tác một số cây trồng khác như cao su, tre tầm vong, tràm lấy gỗ, đặc biệt là cây ăn trái là một trong những diện tích mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như tại hộ gia đình anh Nguyễn Đức Thành ở xã Hương Lâm là một ví dụ. Trên 8 sào đất này, anh đã phá bỏ cây điều già cỗi, sâu bệnh để trồng sầu riêng, cho thu nhập gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Và dĩ nhiên, anh phải thay đổi thói quen canh tác cũ sang một phương pháp canh tác với những giải pháp kỹ thuật chuẩn xác hơn. Với cái kinh nghiệm á, là mình là phòng ngừa là chính, chứ còn thăm vườn thường xuyên. Khi mà nó xảy bệnh á, thì mình phải kịp thời chữa trị liền á, thì nó rất là nhạt. Thứ hai nữa thì mương mảng nó rất là cần nước, nhưng mà cần cái là phải là mương mảng thoáng nước, rồi là kịp thời. Sau bệnh mình phải thường xuyên thăm vườn cũng như là kịp thời xịt thuốc cho nó là được. Với những giải pháp cụ thể trên từng khu vực, từng loại cây trồng, từ năm 2016 đến nay, huyện Đạ Tẻh đã thực hiện chuyển đổi được hơn 1.600 hectare trên 4.000 hectare đất sản xuất có giá trị dưới 50 triệu đồng một hectare, giảm được 40% diện tích. Trong đó, trên đất trồng điều hiệu quả thấp giảm gần 1.400 hectare, trên đất lúa bấp bênh nguồn nước và vườn tạp giảm hơn 200 hectare. Những thay đổi trên đã mang đến một tín hiệu tích cực trong đời sống sản xuất của người dân địa phương. Xác định những cái loài cây trồng và vật nuôi chủ yếu có hiệu quả trên địa bàn huyện, để từ đó là tập trung chuyển đổi cây trồng. Đấy. Đặc biệt trên địa bàn huyện hiện nay là cây dâu là một cây rất hiệu quả và chúng tôi đã phát triển rất mạnh cái loại cây trồng này và một số loại cây trồng khác, ví dụ như là tre tầm vông, cây cao su và một số loại cây ăn quả. Bên cạnh đấy thì huyện đã làm rất là tốt cái chuyển đổi mùa vụ. Trong nhiều năm qua thì Đà Tẻh có thể nói là một trong những cái địa phương là chuyển đổi đi đầu trong cái chuyển đổi cơ cấu mùa vụ. Chúng tôi thực hiện cái chủ trương là 2 vụ lúa, 1 vụ bắp hoặc màu. Bên cạnh phát huy cái hiệu quả của cái giá trị sản xuất thì nó cũng có một cái điều cũng hết sức là cần phải ghi nhận, đó là hạn chế được cái dịch bệnh trên cây lúa. Chuyển đổi thành công cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị thu nhập trên từng đơn vị sản xuất, tức là đã thay đổi thành công thói quen canh tác của một bộ phận nông dân. Bởi thay đổi cây trồng đồng nghĩa với việc người dân phải đầu tư mới về vật tư nông nghiệp và kỹ thuật canh tác. Điều này đòi hỏi không ít chi phí, công sức và cả mạnh dạn dám nghĩ dám làm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đạ Tẻh đã đạt được những thành công bước đầu. Tuy vậy, để Đạ Tẻh và các địa phương trong tỉnh có diện tích canh tác giá trị thấp dưới 50 triệu đồng, có thể chuyển đổi sang trồng các cây trồng khác có giá trị cao hơn, cần có sự đồng hành nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của chính các nông hộ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.